Rồi, bên trong đang bái quan các bạn ơi. Sẽ quay cảnh đưa ra ngoài cho các bạn nè. Thì hôm qua mình đã quay tập tẩm liệm cho bà. Thì bữa nay là tập cuối, do mình vô trễ mình không có quay được lúc mà đánh hóa hoàng nha. Mình chỉ quay được cái đoạn đưa ra thôi. Mời tất cả các bạn cùng mình vào bên trong nha. Qua rồi. Đang vô ngay hàng giùm anh ơi. Tao vô tao hoài nha. Phải rồi, tao biết mình nhanh rồi. Quá trời nhiều người coi luôn rồi các bạn, fan hâm mộ rồi nha, quá trời luôn. Ủa ông diễn đi đâu vậy? Đúng bài. Mới thua cái gì tao thấy nó đăng người ta tết. Thank you.
Thank you.